chuẩn bị cái nghi thức lễ cúng hồn trâu nhá mọi người nhá. Cái chị em mà cầm cỏ để cho trâu ăn đi. Xin giả quý thiếu vậy nha. Đang chuẩn bị sao ra ngoài này đi. Ngay cổng này này. Tao đang ở ngoài cổng này. Thôi nhá. Thôi bạn có đấy không? Tao làm thiếu cũng được. Tạm xa, bạn có nhà của anh. Đúng rồi, nó cái đi. Đâu cái gì nhá. Vậy gì để em vậy cho nào. À. Bây giờ cứ xin mời đoàn nhạc lễ chúng ta tiến về sân khấu. Sau khi về đến khu vực làm lễ, các chủ trâu đưa hết trâu vào chuồng cúng, thì lúc này đoàn nhạc lễ và đoàn rước trâu cũng đã đứng ngay ngắn tại khu vực trước cổng chuồng cúng. Sau đó, các thầy cúng bắt đầu thực hiện lễ cúng tháo vai trâu. Làm ra thóc lúa nuôi sống con người. Nhưng có những lúc do sức ép của mùa vụ, của cuộc sống, người đối xử với trâu không được tốt như đánh mắng trâu. Vậy nên sau mùa vụ, gia chủ sẽ làm lễ xin các thần linh cho được tháo vai trâu, để trâu được nghỉ ngơi, lại sức. Không cần áo mà nào,
phải là làm một cầm thẻ. Cái cỏ cho nó ăn luôn, cầm cỏ cho nó ăn anh. Trước tiên là một con gà trống sống được lựa chọn để làm vật tế. Kết thúc lễ cúng tháo vai trâu, các thầy cúng tiến hành làm lễ cúng hồn trâu. Có câu, trâu ơi, quanh năm suốt tháng trâu đã vất vả đồng hành đắc nông, giúp ta cày bừa ruộng đất sản xuất mùa màng. Việc cày bừa làm đất gieo cấy đã xong, đến nay ngày mùa đã hồi tỏa, gia chủ tiến hành đã buộc vai cho trâu để cất đi phục vụ cho mùa vụ tiếp theo. Chúc cho trâu luôn mạnh khỏe, đồng hành cùng gia chủ. Hôm nay là ngày khá tốt, ngày tháng mùa vai cho trâu. Dân ta là chủ, ta muốn tạ ơn châu đã đồng hành với ta trong mùa lễ vừa qua. Hôm nay ta tổ chức lễ cúng hồn cho châu. Nhà chỉ có đôi gà trống mái để cúng hồn cho châu. Cầu mong cho châu luôn luôn được mạnh khỏe, châu đừng buồn nhé. Các thầy cúng dân con lễ gồm các lễ vật là xôi, gà, một cuộn chỉ trắng, cỏ non, nước sạch, cơm, gạo, thất, đầu tiên thầy cúng lấy một nắm cơm nếp nắm thật chặt và chấm lên đầu trâu với mong muốn thông báo cho trâu là gia chủ đã làm xong lễ tháo vai cho trâu. Tiếp theo các thầy lấy hai chén rượu rót lên đầu trâu với mong muốn hồn trâu. Sau khi rót rượu lên đầu trâu xong, các thầy lấy chỉ trắng buộc vào hai sừng của trâu với ý nghĩa để giữ chặt hồn trâu, không để hồn trâu lạc khỏi thân trâu, để trâu luôn được khỏe mạnh, không bị ốm đau. Sau đó các thầy lấy cơm, muối, cỏ non và nước sạch để dâng cho trâu ăn, mong cho trâu luôn được béo khỏe để phục vụ. Gây ra còn nó cái thầy anh xây nó gây không gì bán thế này có để con gái nào để con hát đấy đâu. Tiếp đến các thầy cúng sẽ lấy sáp ong và hoa tươi để dán vào sừng trâu. Vừa dán sáp ong vừa cúng, nội dung lời cúng có câu: dân ta là chủ, trong quá trình đồng hành cùng nhau,
nhiều khi ta đã có những lời mắng chửi đánh đập, giờ ta không có gì bù đắp tạ ơn châu, ta chỉ có đơn đến thăm anh đôi gà để vái lạy châu. Châu đừng thù hận căm ghét ta nhé, hồn châu thì hãy đi với châu, hồn chủ thì về với chủ nhé. ก็ได้ละบ่าหลายมุกเลยพี่เออขอบ่าหน่อยเด้อเด้อกูก็มีเด้อละกันเต้นเออขอคั่นน่ะเห็นเออคั่นเอออยู่ในห้องคั่นไฟน้องไฟเด้อเออขอคั่นน่ะไปอยู่ให้หน้าตะกะเด้อให้หน้าตะกะเฮาเออมันน่ะมันงามเออห้องมันลงก็มันอ้อยมันหน่อยต่อมันเรามันคาเด้อเออมันน่ะเฮ็ดให้ก็ได้หุ่นไว้ให้หน้าได้ปั้นหับ เอออินอย่าอ่อนกำลังใจเอาไปที่ใกล้กือปองให้หอกก็จะเตี้ยวได้เด้อเออทำบัตรควันเออ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 เ
chậm khỏi chậm khoăn ơ khẩu khoăn này đây thử nơi lèo ơ mà chậm khỏi chậm khoăn này nư ơ khẩu khoăn này dùng để tín này tôi là hang này khinh ơ khoăn cô như được con khoai hoặc khoai nư với khi hay là ta cả ở đây hử hay là ta cả ông ăn năm ăn ngàm ơ hử mà là cúc mà toàn bông hùng toàn rắn ơ hử mà bây còn mà nó bây khay bây xây nó hoang mỹ này nư Phán từ lễ được vậy lên khắp mười châu với mong muốn được rửa sạch những mệt nhọc, khổ cực, bệnh tật của châu trong năm qua. Chẳng khỏi chẳng khoăn. Ơ khẩu khoăn này thì thử nai lèo lèo. Ơ áo của mắt năm mắt ngàm. Ơ hử mắt có cô mô hù tòa rắn. Ừ mà nào bây quản nó bây khay bây xây nó hoa mỹ này nữ. Ngơ mặt. Mình biết thử. Quay xong. Nào lên đi. Kết thúc lễ cúng hồn châu, thầy cúng đưa các chủ châu trở về bàn lễ chính giữa sân khấu đã được sắp sẵn để làm lễ buộc chỉ tay cho chủ châu. Thôi này, bước vào đấy. Quay đấy, mặt này là mơ luôn đi. Lên mâm chính này anh. Xui lọc quá. Mâm chính rất thôi mời chủ châu lên. Giờ là nhậu uống rượu. Không buộc chỉ. Thôi nhá. Vào cái ném. Ở đâu hết rồi. Cái chủ châu đang buộc châu. Cũng cầm cùng ngồi với các chủ châu quanh bàn lễ và đặt cùng ngón tay lên bàn lễ. Sau đó các thầy cúng xin thần linh cho châu trả hồn chủ. Bài cũng có câu mà chờ lúc đào tàu chờ lúc trả lan đây nay châu đã được ba bên trên đấy để nghỉ hôn như xin xong đây chủ hãy nghĩ thôi về những công việc bây giờ để hết hết đến mắng chửi cũ đối với châu để châu trả lại hồn cho chủ điều bây giờ đi xin tiếp thần thần đẹp léo bây giờ đi 18 khăm đi bây giờ đi làm đi cái lẩu cái lũ như thế lẩu cái thầu như thế luôn ơ bây giờ mà tập ui chủ phán đến đâu chủ phán à bây giờ hay dù nào sẽ có thế thế dân phun cho co bởi vì bởi tắc khăn đi này phải ông khăn nào là ba tí na cho hàng kinh đây ơ khẩu khăn co cái vụ nặng sau khi đúng sai đây các thầy cũng đứng dậy cầm nắm xôi chấm vào lòng bàn tay của gia chủ ý muốn thông báo cho gia chủ là châu đã đồng ý trả hồn cho chủ tiếp đến các thầy mới chỉ buộc vào cổ tay các cắt chủ châu với mong muốn giữ chặt hồn người để gia chủ luôn luôn mạnh khỏe cuối cùng cả thầy cúng và chủ châu cùng ngồi quanh bàn lễ đặt ngón tay lên bàn lễ và cùng nhau cầu mong cho mọi điều tốt đẹp để phán cho vụ mùa mới vụ mùa mới cho người người nhà nhà ấm no khẩu phán này
Đấy, không phải chậm khăn. Ê, thuế đã lèo. Ơ, dù này chín này, tôi là hai làng kinh. Ơ, khẩu khăn cho. Ơ, dù này hôn hộp khai nữ, hãy đặt bác cả hộp mặt năm năm nào. Thứ mặt nào cũng tôm bố ngô tôi rắn. Thứ mặt nào... Tiếp theo chương trình xin kính mời ban giám khảo chấm nội dung thi Châu đẹp di chuyển về khu vực chùa Châu của các bản để đánh giá Châu đẹp tại lễ hội. Xin kính mời các đồng chí. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị đại biểu, nhân dân và du khách, chúng ta sẽ hướng vọ về sân khấu chính của lễ hội để thưởng thức chiêm ngưỡng điệu xòe của dân tộc Lự.